Xin chào tất cả các bác đang xem kênh Facebook cũng giống như kênh YouTube của em. Hôm nay em rất là vui mừng, phải nói là cực kỳ vui mừng được quay trở lại với cả các bác để giới thiệu một con đài mà có thể nói em rất là thích. Đấy là con đài Soli CFO, một trong những con đài nhìn rất là dân chơi các bạn, đẹp lắm. Hôm trước thì xem ở mấy cái clip ở trên mạng của mấy anh Tây chơi bom bóc, nhìn thấy em CFO này không thể chịu được. Thế là phải đùng sục mua cho bằng được cái con này từ bên Mỹ gửi về. Con đài này thì nhìn nó rất là ngầu nha các bác. Nó được thiết kế với hai loa toàn giải bát khoảng độ tầm, nếu mà em nhìn không nhầm thì nó rơi vào tầm khoảng độ 10-11cm. Kết hợp vào đấy là con này nó có một quả súp rất là lớn. Súp này thì em chắc không biết là bao nhiêu, mà em nghĩ chắc là tầm khoảng độ 14cm. Và con súp này là con súp hàng hiệu, con súp của Soli X-Floor là một trong những cái tên tuổi của Soli khi mà nói đến sản xuất những cái cục súp bán riêng rất là nổi tiếng, và nó sử dụng ở trên rất là nhiều các hãng xe hơi độ ở trên thế giới. Đấy. Thì cái con CFO này nó về thì với hình thức rất là đẹp nha các bác. Nói chung là như là full box ấy, nhìn rất là mới. Thì em đã quay cho các bác xem. Con này giới thiệu qua một chút về cái ngoại hình của nó thì nó giống như phi thuyền ngoài hành tinh các bạn. Các bác nhìn nó rất là to nhé. Ở ngoài nó nhìn nó to lắm. Con này ngang nó phải rơi vào tầm 70 phân. Từ đây qua đây phải 70 phân. Mà cái độ sâu của nó cũng phải rơi vào tầm gần 50 phân các bạn. Rất là to. Với cái ngoại hình của nó thì như các bác thấy, ba quả loa toàn dài, một súp. Dưới này nó làm giống như là cái đầu đạn hạt nhân tên lửa Tomahawk đấy. Như là cái phi thuyền, hai dưới này là hai họng súng bắn ra và ở đây là hai cái cánh quạt. Còn ở giữa là trung tâm điều khiển, nhìn rất gấu nha các bác. Dưới này này là cái quai sách à, nhìn rất là bự. Nói chung là nhìn nó chất chơi lắm các bạn. Nhìn ngầu. Lần đầu tiên em xem mấy anh chàng trai trai của Tây sách cái con này đi picnic này, nhìn trông ngầu quá. Thế là máu nó nổi lên. Hôm vừa sáng nay nó về hàng cái thích, vô cùng thích luôn. Phải bỏ ra test và giống như là giới thiệu đến các bác ấy, cho nó vui, có anh em chia sẻ mới thích. Ngoài về cái tiền mình mua ra không nói, nhưng mà cái sở thích của mình mà được mọi người biết đến, với cả anh em chơi nhìn những cái con mà nó độc một tí thì rất là vui, muốn chia sẻ cho mọi người cái niềm vui của mình. Con này thì nó chơi được cassette này, cassette này, đài FM này, với cả CD nha các bác. Ở Tây thì nó không chơi MD, nên là đặc biệt MD thị trường Mỹ thì nó không có chơi. Đây là mấy cái hàng mà xuất Mỹ dành riêng cho thị trường Mỹ, như những cái con này ấy, thì là nó chỉ có cassette và CD là chủ yếu. Đấy. Con này chất âm nó rất là bự. Con này khi mà nói về cái chất âm nó thì những cái dòng nhạc của nó chơi chủ yếu là mấy cái dòng cho giới trẻ, mấy cái dòng nhạc mà tiết tấu nhanh, rồi là DJ tiết lô hoặc là deep house đấy. Mấy cái nhạc của anh Khá Bảnh chơi đấy, đấy. Thì mấy nhạc mà múa quạt múa xòe thì chơi con này thì ác rồi, thanh niên chơi con này thì khủng. Vui thì nói chung là nó rất là ngoài hành tinh đấy. Con này thì cái chất âm của nó thì nghe rất là khủng các bạn. Nghe giống như kiểu to mồm ấy. Nghe huỳnh. Con này thì cái bát của nó thì nó có hai chế độ. Đó.
Như này là tắt này, tắt bát. Nó chỉ còn có hai loa đoàn giải để chơi. Nhấn vô đây cái nữa là bát thứ nhất. Nhấn vào cái nữa là cái bát thứ hai đó. Thì nó đánh sẽ lực hơn. Ví dụ như anh em mình chơi mấy nhạc mạnh, nhạc DJ các này kia, thì mình cho cái mức bát thứ hai. Còn đâu nếu mà chơi nhạc nhẹ hơn, chơi nhạc vàng hoặc là này kia, thì em mở cho các bát thì mình sẽ chơi cái bát thứ hai thôi. Còn đâu mạnh mạnh lên tí cho nó hứng khởi thì anh em mình chơi loại này cho nó máu. Còn súp bát này hàng hiệu. Nói chung là nghe nó cũng ok lắm các bạn. Nghe nó vui, nghe có gì đấy nó muốn đập phá. Nhìn nghe nó máu máu. Nghe mấy bài của Thập Liên 80 nghe rất là thích. Nói chung là về độ mới thì nó rất là đẹp, nhưng mà nó không khỏi lực chơi. Nhiều khi thiền. Bên này là CD, bên này là con này mà tối đi dọa ma các em thì hơi bị sợ. Tại vì cái này nó màu đỏ các bạn. Đó. Để em tắt đèn đi các bạn thấy. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn nó rất là ngầu nhé. Đấy. Một màu đỏ lên rất là ngầu. Nói chung là con này nghe nhạc nghịch thích lắm. Để em mở cassette cho các bác nghe. Cassette các bạn có thể thấy là phím của nó đều là phím bấm hết. Đấy. Đó. Thế này cũng thế. Đấy. Để này nhìn nó còn ngầu hơn nữa các bạn. Đó. Nhìn con này rất là hầm hố. Này cái video này em sẽ test hơi bị dài. Tại vì nhìn nó thích quá. Hài vãi trưởng. Giờ chơi quả nhạc bolero, chơi trên con này xem nó như thế nào. Con này khi mà nhạc bolero là em cho cái mức bát là mức bát thứ nhất thôi. Đó. Nghe xem em nó có hay không. Bát đánh rất là lực. Nói chung nghe nghịch con này về thì nói thật là em nghịch rất là sướng, tại vì nó có cái bát và các bát là vặn vừa thôi chứ to quá. Cái bát này là bát súp nên là cho vừa phải nghe nó hay, cho to quá thì nó sẽ bị ù. Nói chung là thanh niên thì thích nghịch con này nghịch sướng.
Cái con này các bác thấy cái viền của nó với cả cái chữ này giống như mấy game thủ. Game thủ hay mấy có cái dàn máy chơi game cái này kia đỏ đỏ. Đấy, cái này mà mấy game thủ mua về mà đặt thì đúng bài luôn. Đẹp, hai quả bom Tomahawk hai bên. Nói chung con này nhìn rất là thích. Nghịch khoái. Đôi khi nhớ trên đời mỉm cười đêm nay chuyến bay trời xanh như màu áo đường mình đến nhàn xu tâm tình cầu tranh thương hai đứa giờ gối xuống nơi nhau lâu lắm chẳng gặp nhau bạn bè dù cách xa nào thôi nàng chưa nói nhưng mà nghe vài bài cho nó nói chung là em này rất là to mồm khỏe, đập nhau giống như đầu gấu ấy. Nói chung là này nhìn rất là đầu gấu ấy. Đúng là CFO người ngoài hành tinh. Con này à quên em chưa nói, con này nó có nhiều chế độ nhạc hết các bạn. Giống như ở cái phần surround này thì nó có bóp rock ra đây đó. Rất là có mấy cái chương trình nhạc đó. Super Bass thì có hai chế độ đó. Nói chung là nãy giờ nói thì hơi dài rồi. Em nghịch tiếp đây. Chào các bác nhé. Bác nào muốn sở hữu con hàng nói thể là độc nhất Việt Nam. Em nghĩ ở Việt Nam thì cũng chưa thấy có bác nào đăng lên khoe con này. Nhưng mà em nghĩ chắc là có rồi. Nhưng mà nhiều bác này bác ấy không có đăng thôi. Có em thích thì em hay vừa bán vừa chơi. Nên là hay đăng vớ vẩn lên bán rồi thì các bác ấy thấy. Nói chung là có cái gì hay là sẽ chia sẻ đến anh em vừa chơi vừa bán rất là vui. Đó. Mình có nhiều cái sản phẩm. Rồi, cảm ơn các bác đã chung vui với em trong hôm nay nhé. Rất là vui. Yeah. Cảm ơn các bác. Chào các bác.